đi mang theo ngậm ngùi. Cõi ngầm mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh qua đây, yêu không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu về. Trời biển xanh hàng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2017, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Phao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Nam Phương ơi, thân mến chào cô. Dạ Nam Phương chào chú, hôm nay chú khỏe không? Chào cô, tôi khỏe cô. Chúng ta đang vào tuần lễ thứ hai của tháng 8. Tôi theo dõi tin thời tiết trên đài Mỹ cũng như trên đài Sài Gòn Dallas 1600. Chả thấy có tin gì vui cả. Tôi chờ tin vui cơn mưa, một cơn mưa mùa hạ thưa cô. Nhưng mà tôi có được một tin vui trong cuối tuần này và nhất là trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Là chương diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, anh người lính già Vĩnh Long và cô Hồn Nhiên đang trực tiếp truyền âm, truyền thanh, truyền hình, truyền mọi thứ trên Facebook đi vào trong Việt Nam cho tất cả các bạn trẻ tại Sài Gòn và Hà Nội. Một điều rất là đặc biệt, tôi rất là quý mến hai vị này đã làm công việc truyền thông này cho tất cả mọi người được theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tôi cũng có một tin vui nữa. Hôm qua tôi nhận được một người thêm một người khách trọng kính của tôi tại Hà Nội viết cho tôi như thế này: theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây đã lâu, tôi thấy ông là người có bản lãnh và có bản tính. Thưa cô, tôi vui là vì bản tính mà người khách nói đến đó là tính cách của mình, tình yêu của mình, đặc tính mình vốn như thế. Tôi nói chữ vốn để cô hiểu thêm là điều này đã sẵn có. Bản tính là tình yêu mình sẵn có, sinh ra đã có, tình yêu tự nhiên. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay đã lâu không gặp. Người khách mời có bản lãnh, có bản tính. Đã lâu chúng tôi không gặp nhưng chúng tôi vẫn có duyên với nhau. Duyên là vì chúng tôi biết phải, biết trái, biết nhường nhịn mà không lép vế, biết nói khi cần và nói đúng chỗ, biết dừng đúng lúc, nhưng luôn luôn chính xác và mạch lạc, không vòng vo dài dòng. Từ bên ni biển, bên nơi biển Thái Bình Dương nghe tuy gần mà xa, xa như mây xanh thâm thẳm. Thì sư Đà Lạt đã có lần ông ghé thăm qua. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Thì nếu tiến sĩ nghe được tôi. Chào anh Bình Minh. Tiến sĩ khỏe luôn thưa tiến sĩ? Tôi vẫn khỏe như bình thường. Khỏe chứ bình thường. Phải hơn bình thường thì nó mới tốt chứ. Nhưng mà đặc biệt là cho tôi vẫn an sức khỏe của thân mẫu. Cụ bà khỏe, năm nay cụ bà chắc đã trọng tuổi lắm rồi thưa tiến sĩ. Cảm ơn anh, bà cụ nhà tôi cũng vẫn sức khỏe vẫn bình thường với tuổi
96 của cụ thì tất nhiên là nó cũng không được như xưa, nhưng mà cụ vẫn khỏe, vẫn tai thì hơi thì nặng tai một chút, nhưng mà đó vẫn tỉnh táo và ăn uống được, từ làm mọi thứ. Tôi nghe tiến sĩ nói về mà tôi cảm thấy tôi hơi buồn buồn cho tôi đấy. Thân mẫu của tiến sĩ nói năm nay 96 tuổi, mẹ tôi qua đời lúc cụ bà 94 tuổi thưa tiến sĩ. Và trước khi qua đời cả mấy năm trước thì hình như là đúng chứ vậy, hình như là mẹ tôi đã bị bệnh Alzheimer. Tiến sĩ như vậy là tiến sĩ còn tốt lắm, được chăm sóc cho bà và được bà biết tiến sĩ là ai. Thời tiết Hà Nội tốt không thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A? Mấy ngày hôm nay ở Nội tương đối là nóng, nhưng mà so với cái nóng cuối hè thì nó cũng là ở cái mức chịu được. Tôi còn nhớ cái thời tôi nhỏ thì vào cái thời như thế này là một ngày tắm mỗi 30 lần thì mồ hôi ra nhễ nhại. Tiến sĩ nói đấy còn nhỏ tắm, thưa tiến sĩ, tắm mưa, tắm chuồng ha. Nghe thấy ghê quá. Ông sinh ra tại miền Bắc và tôi cũng sinh ra tại miền Bắc. Tiến sĩ sống tại miền Bắc, tôi sống tại miền Nam. Anh em mình có lẽ tuổi bằng cỡ tuổi ngang nhau, hai người hay ngã đôi nơi. Tiến sĩ đi học tại Hung Gia Lợi và tôi được đi du học tại Hoa Kỳ. Và chúng ta cuối cùng hai người hai chiến tuyến, và bây giờ thế chúng ta lại cùng một chiến tuyến đấy. Cùng một chiến tuyến, cùng một tâm tình, cùng một người có bản lãnh và có bản tính đấy. Cách đây hơn một năm tôi được nghe tiến sĩ cũng đã rất là hung hăng với tình hình mà nếu có thể mình giúp một bàn tay, tiến sĩ đã ứng cử quốc hội. Từ ngày đó đến giờ có gì lạ không tiến sĩ? Tiến sĩ có đã ứng cử cái gì nữa không? Thực sự tức là gì là tôi phải nói thật là tôi không bao giờ là một người hung hăng cả. Đây là cái thứ nhất. Cái việc mà ứng cử vào quốc hội từ năm ngoái, nó là một cái phong trào để khuấy động cái người dân để học, để biết xem là ở một cái chế độ dân chủ thì bầu cử nó phải thế nào. Còn ở tại Việt Nam thì cái gọi là bầu cử giả hiệu nó là như thế nào. Và tất nhiên tức là sau cái đợt đó, bởi vì cái đợt đấy là một cái đợt học mà nó cũng chỉ kéo dài gọi là hơn 2 tháng thôi. Cuộc sống lại tiếp diễn và chúng tôi sẽ chấp tất cả các cái thời cơ khác để làm các cái đợt vận động để cho anh em trẻ bà con học tiếp. Thưa tiến sĩ, tôi nói tiến sĩ hung hăng có nghĩa là ở cương vị của ông nghe được nhiều người chung quanh ông, nhiều người cầm quyền chung quanh ông, ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng không thấy ai than vãn là thiếu trí khôn cả. Người có tiền, có trí khôn, có trí tuệ ra ứng cử để làm việc cho nhà nước, để làm việc cho người dân, thế này không được làm, không được làm. Thế này là thế nào thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A? Ở Việt Nam người dân có rất là nhiều quyền. Việt Nam đã tham gia vào công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị từ năm 1982. Và thế có nghĩa rằng chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam có nghĩa vụ pháp lý phải thực thi những cái điều khoản của công ước đấy. Và nó cũng có nghĩa rằng tất cả những quyền được nêu trong công ước đó là người dân Việt Nam được hưởng. Hơn thế nữa, hiến pháp của Việt Nam, kể cả những hiến pháp trước, hiến pháp hiện hành là hiến pháp năm 2013,
thì cũng như một lô một lốc quyền, là quyền tự do ứng cử bầu cử, quyền tự do ngôn luận, biểu tình, quyền tham gia quản lý nhà nước, vân vân và vân vân. Rất đáng tiếc là những cái quyền nghe rất là cao cả như thế, lẽ ra là nhà nước phải tạo điều kiện pháp lý để cho người dân, phục vụ cho người dân, để người dân thực hiện cái quyền đấy của mình. Rất đáng tiếc những quyền đấy đối với người dân Việt Nam chỉ là quyền hão, quyền ở trên giấy, chứ không phải là quyền thực. Cho nên là chúng tôi cố gắng muốn nói cho người dân biết rằng đấy là quyền của các vị, và các vị cứ thế thực thi. Các vị không phải đợi ai cả, không phải đợi một ông nào đấy, ông bà nào đấy, người ta cho phép. Đấy là quyền của người dân, và người dân cứ phải thực thi. Còn nếu mà ai đó bảo rằng bây giờ chưa có luật pháp quy chi tiết, thì người dân bảo rằng thế thì đấy là lỗi tại các vị chứ. Các vị gọi là đại diện của dân, gọi là dân biểu, gọi là đại biểu quốc hội, ngồi đấy các vị bảo rằng như vậy là các vị là đại diện cho người dân, mà cái việc làm ra thì pháp luật thì các vị thì mấy chục năm nay sao các vị không chịu làm mà các vị vẫn ngồi đấy. Thế nhưng mà xin mời các vị về để cho những người mà có cái nhiệt tình để làm ra những cái luật đấy để phục vụ nhân dân, người ta được làm. Tất nhiên thế là những cái nếu mà tất cả người dân Việt Nam ý thức được về cái quyền đấy của mình và đứng lên thực thi cái quyền đấy thì sẽ gây áp lực cho chính quyền phải thay đổi dần dần. Cái chuyện mà ứng cử quốc hội hay là cái quyền ứng cử, quyền bầu cử nó chỉ là một thôi, còn có rất là nhiều các quyền khác, ví dụ như là quyền biểu tình, quyền lập hội. Thì như vậy thì nếu mà đã có quyền lập hội thì cứ thế mà lập đi chứ, tại sao phải đợi đến nữa. Chính vì thế nhưng mà các nhà văn, nhà thơ mới lập ra gọi là văn đoàn độc lập, một số nhà báo lập ra gọi là nhìn là hội nhà báo độc lập. Tôi nghĩ là như là nếu mà tất cả mọi người đều hiểu cái đấy và cứ quyền của mình thì mình cứ làm, thì lúc đó là nó sẽ dần dần nó sẽ xã hội sẽ đỡ lần và dân chủ cũng sẽ đến. Dân chủ chỉ đến khi mà người dân rất lên tiếng nói, 7/24 tức là 7 ngày một tuần, 24 là một ngày liên tục. Tất cả những điều tiến sĩ mới phát biểu ấy, tôi hoan hô tiến sĩ Nguyễn Quang A đấy. Tôi đồng ý với ông cả hai tay hai chân đấy. Ông nói đất nước có nhiều quyền, ông nói người dân được hưởng có nhiều quyền, nhưng mà ông dùng cái chữ đáng tiếc. Đáng tiếc là chúng tôi được giải phóng. Không lặp lại chuyện cũ đâu thưa tiến sĩ. Chứ tôi tưởng là anh em quê hương bốn bể một nhà, nhưng tiến sĩ cũng đã nhìn thấy cả hàng trăm ngàn người bỏ xác tại biển mà. Có ai được giải phóng mà bỏ chạy đâu. Tất cả những điều tiến sĩ vừa mới nói ấy, tôi có lặp lại thì nó cũng, tôi chỉ nhắc lại ý của ông thôi. Tức là tất cả mọi sự ở trên giấy tờ. Đảng và nhà nước cầm quyền mà. Ông nói được tự do lập hội, được tự do đi biểu tình. Năm hình như 5 năm về trước, cái mấy năm về trước. Thưa quý ông, là vì thực sự ông không phải đi ra ngoài nắng là người có tiền, có quyền, có trí tuệ như ông phải làm những cái việc đó, đi xuống đường, đi biểu tình để xin từng bước tự do một. Nhưng ông đã làm và ông vẫn còn làm nữa. Ông nhắc đến quyền lập hội, quyền thế này thế kia. Một điều tôi nghĩ chắc ông cũng buồn đấy, là những người đáng tuổi em của ông, đáng tuổi em của tôi, thực sự họ chả làm một cái điều gì sai cả, họ chả nói một cái gì ác lật đổ đảng cả, nhưng mà chúng nó vẫn bắt vậy.
Tôi muốn nhắc đến luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, kỹ sư Phạm Văn Trội, mục sư Nguyễn Thanh Tôn. Những người chỉ muốn nói nên được tiếng nói tự do như tiến sĩ Nguyễn Quang A vừa mới phát biểu đã bị nó bắt rồi. Thế thì lập cái chó gì được, thưa quý vị, lập chó gì được, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A? Tôi nghĩ rằng anh vừa nhắc đến những tên của những nhà đấu tranh rất là dũng cảm. Và tôi nghĩ rằng họ chịu những cái cảnh tù đầy như thế, luật sư Nguyễn Văn Đài là 2 lần. Và 4 người vừa rồi cũng là bắt đầu lần thứ 2. Họ không phí cái công của họ để đấu tranh, bởi vì không có những cái sự hy sinh của họ như vậy sẽ không có tương lai cho cái đất nước này. Và tôi nghĩ rằng nếu mà càng nhiều người dấn thân như thế, đấu tranh như thế, là cầm quyền có thể đàn áp được vài chục người, vài trăm người, nhưng mà có lẽ là sẽ không đàn áp được 1 triệu người. Không cần đến 1 triệu người, có lẽ cũng không đàn áp được tiến sĩ Nguyễn Quang A đâu. Chắc chắn cũng không đàn áp được tôi, chương trình từ cánh đồng mây này đang phát thanh, truyền thanh truyền hình đi toàn cầu đâu. Và tiếng nói của ông đang vang vọng đi khắp mọi nơi trên toàn cầu mà. Nếu không chịu... Anh thì chắc chắn là người ta không đàn áp được rồi. Phiền đàn áp. Còn tôi ở này thì bất kể lúc nào người ta có thể đàn áp được. Nhưng mà cái đấy thì mình phải đã đấu tranh thì mình phải phải tính và trong nghiệp xấu nhất thì mình cũng phải chịu thôi, chả biết làm nào cả. Nhưng mà không có nghĩa rằng nhà cầm quyền đàn áp là sẽ có tác dụng. Ở trong những cái trường hợp nhất định thì việc chiến lược tuyên truyền và chiến lược đàn áp của nhà cầm quyền là rất hiệu quả. Chừng nào mà cái gọi là dân khí nó còn thấp, chừng nào mà người dân cam chịu, nhưng mà đến một cái lúc, một cái ngưỡng mà người dân hiểu ra vấn đề, thì cả hai cái chiến lược đấy là đều phản tác dụng cả. Nó sẽ chỉ như là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, tức là gậy ông lại đập tung ông. Tôi nghĩ rằng rất đáng tiếc là họ không học được cái bài học như vậy. Mà họ vẫn nghĩ rằng tức là gì, là tuyên truyền bôi nhọ các nhà hoạt động đó, nói xấu các nhà hoạt động đó, dùng dư luận viên đả kích, dùng côn đồ, hoặc có khi là người của chính quyền mặc thường phục giả làm côn đồ hành hung đánh các nhà hoạt động như thế, rồi bỏ tù họ có khi 1-2 lần, với những bản án vô cùng là nặng nề, với chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nấm 10 năm tù, với chị Trần Thị Nga 9 năm tù. Thì tôi nghĩ rằng họ tưởng rằng với những cái biện pháp gọi là thẳng tay và đàn áp rất là tàn bạo như thế có thể dập tắt được cái cuộc đấu tranh của người dân. Nhưng mà người dân vẫn dùng cái biện pháp rất là ôn hòa của mình để đấu tranh bất chấp cái sự đàn áp và sự tuyên truyền. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A, trong phần đầu tôi có giới thiệu ông là người có bản lãnh, có bản tính. Bản tính là tính cách của mình, tình yêu của mình, đặc tính của mình. Điều tôi quý trọng ông từ lâu rồi, không phải bây giờ. Ông là người thực sự có tài năng. Ông sẽ không bao giờ thiếu may mắn đâu, vì chúng tôi đang đưa tất cả tiếng nói của ông cho mọi người biết. Và ngay cả những người cộng sản, Bộ Công an, họ đang nghe, họ đang theo dõi, họ đang ghi âm cái chương trình của tôi với ông. Tiến sĩ có nhắc đến những cái chuyện mà được như thế này, được như cái này, tôi muốn tâm tình với ông nhé.
Ông sinh ra tại miền Bắc, ông lớn lên tại miền Bắc. Ông là con nhà của một nhà cách mạng nổi tiếng. Có một lúc nào đó bình thường nhất trong đời ông nghĩ là cuộc đời ông bây giờ, tôi xin lỗi ông khốn nạn như vậy không? Cái khốn nạn thì không có phải là ông thiếu ăn, thiếu ở, mặc, thiếu gì cả. Những cái khốn nạn là cái trí tuệ của ông không ai tay dùng cả. Và tôi nói ông thật sự, ông là người có tài mà. Có bao giờ ông nghĩ ông thấy buồn cho cuộc đời của ông tại Việt Nam hay buồn cho 90 triệu người dân Việt Nam không thưa thí sinh Quốc Hoàng A? Tôi không bao giờ buồn cho tôi và cho những người khác cả. Tôi có thể là buồn vì một cái tình cảnh chung. Chứ còn riêng với từng người tôi nghĩ rằng đây là một cái chớ trêu của lịch sử, nó là như vậy. Và chúng ta cũng không cần phải buồn bã làm gì. Tinh quần đấy cũng không mang lại cái gì tốt cho chúng ta. Chúng ta làm sao để dẹp cái buồn ấy đi, cố gắng để làm cái gì để cho nó tiến triển cho cái xã hội, tiến triển cho cái cuộc sống của từng người nó khấm khá hơn lên. Đấy là cái điều mà tôi trăn trở. Chứ ít khi tôi ngoái lại là trước nó thế nào, rồi mình nói chung là thời gian là rất là quý, và như vậy là không thời gian để mà vào những cái chuyện buồn đấy để làm gì. Mình buồn vì những cái điều mình suy nghĩ bình thường của một con người, như tiến sĩ nói là nước có nhiều quyền, người dân được hưởng thế này thế kia, là mình buồn là như vậy. Tôi muốn hỏi tiến sĩ là trong cuộc đời của tiến sĩ có những lúc tiến sĩ đã nghĩ đến việc nên làm, và đã có những lúc tiến sĩ nghĩ đến việc muốn làm. Có điều gì khác biệt trong cuộc đời của Nguyễn Quang A, việc nên làm và việc muốn làm, thưa tiến sĩ A? Tôi cho đến bây giờ, những gì mà tôi muốn làm là tôi làm. Và chắc chắn là trong những việc làm của tôi cũng có thể có nhiều việc sai chứ không phải là đúng hết. Đấy là cái nhân vô tập toàn, ai cũng thế. Nhưng mà như vậy là gì? Là tôi không bao giờ đắn đo là nên làm cái gì, đã thấy là đúng thì cứ thế mà làm. Điều đó chắc chắn đã thể hiện qua cuộc đời của ông, kể từ lúc tôi xin phép được nói là từ lúc tôi biết ông. Ông chưa lùi chân trước một chỗ nào, ngay cả khi ông là chủ tịch của một cái tập đoàn kêu là IDS là gì, phải không ạ? Dạ không, đấy không có cái tập đoàn nào như thế cả. Không, tôi quên cái tên của cái hãng của ông, bắt đầu về cách đây mấy năm mà trước khi ông bị người ta ép phải đóng cửa, cái hãng gì đó thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A? Đấy là một cái viện nghiên cứu về chính sách. À. Tư nhân, là một cái viện nghiên cứu về chính sách tư nhân mà ở bên ngoài thì người ta thường gọi là think tank, thì nó là một cái viện nghiên cứu về chính sách kinh tế, chính sách xã học, chính sách môi trường, y tế, sức khỏe, rồi giáo dục vân vân. Toàn những người tốt cả, toàn những người có trí tuệ cả. Người ta tốt hơn người ta, có nghĩa là những người cầm quyền. Tôi thích ông là ông dùng cái chữ cầm quyền. Tôi chưa thấy ông nói đến chữ chính quyền bao giờ cả. Và thưa tiến sĩ, chương trình Từ Cánh Đồng Mây tôi cũng tuyên truyền như vậy. Không bao giờ gọi là chính quyền mà là người cầm quyền. Những người cầm quyền họ tốt hơn tiến sĩ. Họ tốt hơn những người trong cái viện thinh tanh, những cái viện suy nghĩ của tiến sĩ. Họ đã bắt tiến sĩ đóng cửa cái viện đó mà. Lâu rồi. Cũng phải nói cho nó chính xác là họ dùng một cái thủ thuật là thay đổi quy định pháp luật. Họ luôn luôn nói với chúng tôi rằng không, cứ làm việc không vấn đề gì cả,
cái quy định mới này của quyết định này của Thủ tướng không phải là liên quan đến việc IBS của chúng tôi. Nhưng mà theo cái quy định đấy thì chúng tôi sẽ không thể hoạt động được một cách độc lập như cũ. Cho nên là chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi đóng cửa. Và trước khi đóng cửa như thế, chúng tôi có một cái tuyên bố rất là mạnh mẽ, nói rằng những cái biện pháp của chính phủ như vậy là phản dân chủ, là phản khoa học, là không tốt cho đất nước, không tốt cho bất kể ai cả và không tốt cho chính bản thân chính phủ. Sau khi mà có một cái tuyên bố như thế thì chúng tôi tuyên bố bằng văn bản như thế thì chúng tôi dừng hoạt động. Thực sự tức là gì, người ta không hiểu được là một cái viện như thế nó là một cái hoạt động tập thể và cái viện nó chỉ là cái áo. Tuy nhiên cái áo ấy là chính thức, nhưng mà chúng tôi có thể một ngày chúng tôi có thể khoác 5-7 cái áo khác nhau. Và chúng tôi vẫn tụ tập lại với nhau, làm công việc gần như cũ mà thậm chí mở rộng ra nữa. Thế là như vậy là thực sự rất đáng tiếc là những người cầm quyền họ không hiểu được rằng cái việc làm của họ thì sẽ dẫn đến những phản ứng của những người dân bị tác động, và cái hậu quả đối với họ có thể là sẽ dở rất là nhiều nếu họ không dùng những biện pháp mà có thể gọi là ngớ ngẩn như vậy. Tiến sĩ luôn luôn nhìn vào mặt tươi sáng của sự vật. Tiến sĩ luôn luôn nhìn vào mặt tươi sáng của nước Việt Nam, một nước Việt Nam dân chủ. Nếu chưa thấy, tôi vẫn thấy ông đang đánh bóng đây cho khi nào nó tỏa ánh sáng ra đấy. Tiến sĩ được khôn lớn lên, tôi xin phép tiến sĩ, tôi lập luận và tôi định nghĩa về tiến sĩ như vậy, nếu không đúng tiến sĩ cứ giải thích. Tiến sĩ lớn lên với đầu óc rất là cộng sản, sống ở nước cộng sản, đi du học nước cộng sản. Thế tại sao những người cộng sản bây giờ cầm quyền bây giờ họ khác cái đầu óc với tiến sĩ làm sao? Cùng một chủ nghĩa mà, cùng một chủ nghĩa cộng sản, cùng học như vậy mà, sao tiến sĩ và họ khác nhau làm sao? Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Á, nếu mà họ cũng là suy nghĩ như tôi hoặc là họ cũng là suy nghĩ như người khác thì có lẽ là cái cuộc nói chuyện của tôi anh cũng nên trở thành rất là vô duyên. Và cái xã hội là nó phức tạp, đúng không? Năm người thì người ý, nên là cái chuyện mà cùng ở trong một cái lò sinh ra, cùng ở trong một cái trường sinh ra, cùng ở trong một cái lớp học sinh ra, có mỗi người theo suy nghĩ theo một hướng, cái chuyện đấy là cái chuyện rất là bình thường, không có gì là lạ cả. Những người cộng sản thì người ta nghĩ rằng với cái nền giáo dục mà mang tính gọi là tẩy não của người ta thì người ta có thể đúc lên những con người gọi dạ bảo vâng, chỉ biết nghe lời thôi. Rất đáng tiếc cái suy nghĩ của họ đấy là một cái suy nghĩ sai lầm, và thực sự rất là may mắn là cái việc mà họ muốn làm chẳng bao giờ thành công cả. Cũng có những người có hàm vị học vị tiến sĩ như tiến sĩ Nguyễn Quang A vậy, nhưng ông chỉ có cái tên là Nguyễn Quang A thì số 1, A chữ A là số 1, có đàn ông nói với tôi vậy. Đi đâu cũng đứng đầu danh sách cả. Nhưng mà có những người có học vị tiến sĩ còn bị ghép thêm một chữ lú vào nữa cơ mà. Tội nghiệp thế là cùng.
Tôi xin nhắc lại về bốn nhà dân chủ, ông nói là quyền được lập hội. Họ có lập cái hội anh em dân chủ chăng nữa ấy, thì cũng chả có cái gì đáng để phải bắt, phải giam tù cả. Hay nói cho đúng cái người mà có lẽ tiến sĩ đã gặp hơn một lần, một người luật sư trẻ rất là dễ mến, dễ thương, luật sư Nguyễn Văn Đại. Người ta bắt anh ta 2 năm, bắt anh ta 2 năm vì điều tuyên truyền chống nhà nước, tại sao không xử? Mà bây giờ chờ 2 năm sau đưa đổi sang cái điều tuyên truyền lật đổ nhà nước, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, chắc chắn họ phải có mục đích phải không ạ? Chắc chắn, như tôi đã nói là họ muốn bóp nát cái phong trào đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Thế thì họ tưởng rằng với cái lược tuyên truyền và đàn áp thì họ sẽ thành công. Và cái việc mà họ đủ mọi cách, ngay cả việc bắt người thậm chí cũng không theo đúng trình tự luật pháp của chính họ đề ra. Nói cách khác là gì, là cái việc người của họ cũng đã là vi phạm pháp luật rồi, họ cũng bị chết. Và các cái phiên xử từ trước đến nay tôi chứng kiến nhiều phiên rồi, thì người ta bảo là xử công khai, công bằng, đủ mọi thứ, nhưng mà nếu mà chỉ cần nhìn những cái bức ảnh từ các phiên tòa ấy, thì có thể thấy số người mặc sắc phục cảnh sát ở trong cái nơi xử ấy là nhiều hơn rất là nhiều người khác. Cái số người mặc thường phục ấy là ít hơn, và có lẽ là trong 80% của những người mặc thường phục ấy cũng có lẽ là họ mới thay đi cái quần áo của họ mà thôi. Cho nên là đến mức mà người nhà cũng không bảo được, chứ chưa nói gì đến gọi là bạn bè. Trong khi đó thì người ta vẫn cứ ra là nói là đây là phiên tòa công khai, sự công khai đi, nhưng mà là bất kể ai đến trước sẽ hàng trước thì phải được vào. Đằng này thì nó phải nói rằng khách hoa là có giấy mời hay không. Giấy mời thì giấy mời đây là chính họ đưa ra đấy, thì họ mời hết, tự mời mới nhau cả, mình ăn thua gì nữa. Thì sẽ phát biểu là bắt người của họ là vi phạm luật pháp. Nếu mà nói dùng đến chuyện bắt người, hai chuyện bắt người xảy ra cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Chuyện bắt người thứ nhất là bắt 4, 5, 6, 7 nhà dân chủ. Chúng ta vừa để cập qua. Chuyện bắt người thứ hai đang nổi cộm. Nổi cộm trên toàn thế giới, không những là tại Hà Nội. Và có lẽ là tôi rất là cảm ơn tiến sĩ cho tôi được phép nói chuyện với tiến sĩ về cái việc này. Tiến sĩ biết gì về cái chuyện bắt người vi phạm pháp luật của mình và pháp luật quốc tế? Tôi muốn nói đến trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Cái vụ bê bối này càng ngày nó càng trở nên là một cái vụ bê bối rất là khó nhằn đối với nhà cầm quyền người ta ngồi đây bây giờ. Họ dùng cái chiêu bài là chống tham nhũng, là dùng cái mục đích như thế để biện minh cho cái phương tiện là bắt cóc người thanh thiên bạch nhật ở giữa thủ đô Berlin. Thì những người ở cái đất nước này cầm quyền ở đây thì người ta đã quen với cái mưu mẹo, các cái thủ đoạn, tức là tất cả các cái biện pháp gọi là bá đạo đấy, người ta bất chấp, người ta sử dụng những cái đấy để sử dụng những công cụ rất là sai trái và thô bạo đấy. Nhưng mà người ta bảo không, cái mục đích là mục đích cao thượng, mục đích là tốt,
Cho nên là như vậy, cái việc biện pháp làm như thế là chẳng sao cả. Nhưng mà rất đáng tiếc cho họ là cái vụ này nó càng ngày càng phức tạp thêm. Chính phủ Đức đã lên tiếng, và chính phủ Đức càng ngày càng đưa ra nhiều bằng chứng hơn. Cái sự điều viện công tố Cộng hòa Liên bang đã thực sự khởi tố một cái vụ án mà có thể phanh phui ra rất là nhiều chuyện khác ngoài cái chuyện của ông Thanh. Cái chuyện bắt cóc ông Thanh khỏi Cộng hòa Liên bang Đức mang về Việt Nam là một cái điều đã hình thành rồi. Nhưng bây giờ nó lại lan sang thêm cả một cái ông người không Việt, quốc tịch Đức, mà lại làm công chức của Đức, mà lại rất rất có thể, tức là nó dính dáng đến những cái chuyện rắc rối khác. Rồi bây giờ cảnh sát Cộng hòa Séc cũng bắt đầu vào cuộc. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái mớ bòng bong mà rất là khó gỡ, và là một cái cục xương rất là khó nhằn đối với nhà cầm quyền Việt Nam bây giờ. Theo con mắt bình thường của ông, mình tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương đi. Trong vòng một tháng nữa, hai tháng nữa, ba tháng, cái việc này nó sẽ xảy ra kết quả như thế nào thưa tiến sĩ Phương Nga? Tôi nói chung là tôi không... tình hình mình không biết thông tin nội bộ của hai bên, mình không biết nhiều cái thông tin khác nữa, cho nên là tôi miễn chuyện dự đoán, bởi vì tôi sinh ra không phải là làm thầy bói, cho nên là tôi không bao giờ đoán cái này nó sẽ thế nào, đoán cái này nó sẽ thế nào, trừ những trường hợp tôi nêu ra là giả thiết nó là thế này thì nó sẽ có thể như thế này, bởi vì cái nêu ra những cái giả thiết rồi từ cái giả thiết đấy mình suy ra những cái hậu quả bằng lập luận của mình thì không phải là suy đoán, mà là nêu ra những cái phương, những cái diễn biến khả thi khác nhau để mà phân tích, để mà bàn luận, rồi chối chừng, để mà rút ra được những cái bài học hay là cái lời khuyên gì đấy thì lại là một cái chuyện hoàn toàn khác. Tiến sĩ có nhắc đến cái chuyện bắt Trịnh Xuân Thanh là chuyện chống tham nhũng. Những cái việc con số mà phơi bày trên trang mạng chúng tôi đọc được, cũng như tiến sĩ đọc được. Nhưng tôi chắc ông ở tại Hà Nội, tôi cũng có những chỗ để tôi thăm dò tin tức vậy. Chắc chắn tiến sĩ có nhiều chỗ thăm dò tin tức hay hơn tôi. Những cái chuyện tham nhũng mà cả hàng bạc tỷ như vậy, chuyện nó có thật không? Buôn dầu, buôn này, buôn kia của Trịnh Xuân Thanh làm đầu mối cho Đinh La Thăng, cho Nguyễn Tân Dũng. Chuyện này có thật không thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga? Tôi nghĩ rằng chuyện tham nhũng là chắc chắn là có. Bởi vì cái tham nhũng, cái bản thân cái chế độ độc tài này nó sinh ra tham nhũng. Bản thân cái chế độ này nó biến người tử tế thành kẻ khốn nạn. Nó biến người bình thường thành kẻ cháo trở. Và không có tham nhũng mới là lạ. Cho nên là cái chuyện mà tham nhũng là chắc chắn có. Vấn đề tức là mức độ của nó như thế nào, bao nhiêu, đấy là những vấn đề mà còn có thể tranh cãi. Và tôi có thể nói với anh cái suy nghĩ của tôi, có thể suy nghĩ của tôi là không được đúng, nhưng mà tôi đã nói nhiều lần rồi, cái cuộc gọi là chống tham, bởi vì bản thân cái chế độ này nó sinh ra tham nhũng, và chừng nào mà không có ai giám sát cái người
hành gọi là gì là nắm quyền, thì những người nắm quyền nó bị tha hóa và nó bị và người ta tham nhũng là cái chuyện bình thường, không có minh bạch, không có tự do ngôn luận, hay nói một cái khác là không có báo tư nhân, không có ai đứng ra phanh phui những cái việc làm mờ ám của những người cầm quyền, thì cái chuyện tham nhũng là rất dễ hiểu. Khi mà có những cái chuyện mà kiểm tra giám sát lẫn nhau của các nhánh quyền lực, cũng như là có minh bạch trong hoạt động nhà nước, khi mà có một cái nền báo chí lành mạnh, thì tham nhũng sẽ bớt đi chứ không phải là hết hẳn. Mà trong một cái chế độ mà tất cả những cái điều tôi vừa nói đều không có, thì nghiễm nhiên là tham nhũng nó sẽ tràn lan. Và trong cái cuộc mà gọi là đấu tranh chống tham nhũng này, thì có lẽ đằng sau của nó là đấu tranh chống tham nhũng chắc là 10%, còn 90% là sát phạt nhau, hay là gọi là gì là đấu đá với nhau là chính. Và trong cái cuộc mà đấu đá nhau đấy, thì những con số nêu ra thì thường người ta phải thổi phồng lên, hoặc là người ta giấu đi những cái khía cạnh đằng sau những con số đấy, thì rất là khó đánh giá là những con số đấy là nó có thực như vậy hay không, nó nhiều hơn hay nó ít hơn. Thế xin phát biểu là bản thân cái chế độ này biến người tử tế thành người khốn nạn. Thế xin phát biểu là 10% chống tham nhũng nhưng 90% nó đấu đá nhau. Trong cái nó gọi là đấu đá nhau đó, có hai tay chùm sò mà lâu nay nó không lâu lắm đâu, chừng tuần hai tuần gì đó được nhắc đến nhiều. Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, tiến sĩ có điều suy niệm gì về suy luận về gì hai hai chùm cộng sản này, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang An? Tôi không có bất kể một cái dự đoán gì bất kể ai, như tôi đã nói lúc trước của mình là tôi không phải là thầy bói. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Máy ngày hôm nay. Tôi ước là chúng ta còn nhiều thời giờ nữa để tiến sĩ đang tâm tình một cái buổi tâm tình rất là lý thú về sinh hoạt dân chủ. Tôi nhường lại cho một đôi phút nữa, có điều gì muốn phát biểu xin mời tiến sĩ Nguyễn Quang An. Tôi đã thường nói nhiều lần là cái cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam là một cái cuộc đấu tranh rất là gian khổ, rất là dài, và chỉ chừng nào mà mỗi người dân nói những cái tiếng nói của mình, góp sức của mình vào những cái công việc có thể là rất là nhỏ bé, đơn giản, ở ngay trong gia đình mình, ngay trong nơi làm việc của mình, cho đến hàng xóm của mình, rồi sau đó mới đến những cái việc của cộng đồng, rồi của đất nước lớn hơn. Chỉ cần mỗi một người ý thức được để cái quyền của mình, kể cả những quyền rất là đơn giản, đấy là quyền làm ăn, quyền kinh doanh, quyền có không khí sạch để thở, nước sạch để uống, và bất kể những cái hành động nào phá hoại đến cái môi trường, làm cản trở cho cái quyền tự do của mình, thì mình lên tiếng, mình phản đối, mình nghĩ ra cái cách để cải thiện tình hình trên cái tinh thần ôn hòa và xây dựng. Nếu mà rất 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 nhiều người Việt Nam hiểu và làm như thế, thì tôi nghĩ rằng cái tương lai dân chủ của Việt Nam sẽ rất là nhanh đến. Còn nếu mà chúng ta không làm
chúng ta thở, thì tôi nghĩ rằng cứ đành phải chịu cái số phận nô lệ này thôi. Đấy là sự lựa chọn, không có cái gọi là số phận, không có cái gọi rằng nước ta đã thế, chỉ có sự lựa chọn này hoặc những chuyện kia mà thôi. Tôi thì tôi muốn là mỗi người dân có cái lựa chọn đúng của mình. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, để kết thúc chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay, buổi nói chuyện rất là lý thú của tôi và ông. Chắc tiến sĩ biết ông Steve Jobs. Ông Steve Jobs là ai? Ông là người đã sáng tạo ra iPhone Apple, chiếc điện thoại gây chấn động trên toàn cầu này. Ông sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955 tại San Francisco, Hoa Kỳ. Mất ngày 5 tháng 10, 2011 tại California. Ông Steve Jobs còn trẻ tuổi hơn tiến sĩ và tôi, và đây là lời cuối cùng của ông Steve Jobs. Đây là lời cuối cùng của ông. Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy, phía sau của công việc, tôi có rất nhiều, tôi có rất ít niềm vui. Phía sau công việc của tôi có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi cuối cùng cũng bình hóa với tôi. Trong lúc này trên giường bệnh, hồi tưởng về cuộc đời, về những lời khen, tự cao tự hào về tài sản, nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần, cái chết. Trong bóng tối, khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí, tôi cảm nghiệm được những hơi thở của tử thần rất gần kề. Bây giờ tôi mới hiểu, nếu một lần bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời của bạn, bạn hãy đeo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền bạc. Thượng đế tạo dựng cho chúng ta cảm nghiệm được tin yêu trong tim, chứ không phải những ảo tưởng về tiền tài, danh vọng như tôi đã làm trong suốt cuộc đời, nhưng không thể đem theo tôi được. Dù ở giai đoạn nào trong cuộc đời cuối cùng, tất cả phải đối diện với bức màn sự sống kéo xuống. Làm ơn, hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời, tình yêu bạn hữu, gìn giữ sức khỏe cho bạn và chăm sóc đồng bào của bạn. Đây là lời nhắc mà tôi và tiến sĩ Nguyễn Quang Nga mượn của ông Steve Jobs để nhắn gửi đến các quan chức trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản. Hãy chăm sóc cho đồng bào của mình, đừng để khi bức màn sự sống kéo xuống. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã thức rất khuya với chương trình này. Chúng tôi cầu chúc mọi hạnh phúc và sức khỏe với ông, và nhất là đối với thân mẫu ông. Chúng tôi kính chúc cụ bà được nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đại Sài Gòn, Dallas, 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long có hồn nhiên, hệ thống Facebook đang truyền âm truyền hình này đi toàn cầu, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Dinh. Chúng tôi mong quý vị có một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Nguyễn Quang A. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải câu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Chưa quên vòn trời, anh ra đi mang theo tình người. Vút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương hoa cơn đoà đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui. Sẽ bay về dừng lại mùa vui.